Đây là 7 nâng cấp lớn giúp iPhone 13 series sẽ đánh bại mọi đối thủ. Theo các thông tin rò rỉ, loạt iPhone mới của Apple sẽ tiếp tục có 4 model là iPhone 13 mini 5,4 inch, iPhone 13 6,1 inch, iPhone 13 Pro 6,1 inch và iPhone 13 Pro Max 6,7 inch. Và dưới đây là loạt tính năng mới được kỳ vọng sẽ xuất hiện trên loạt iPhone năm nay. Chip A15 Bionic. Ở thời điểm hiện tại, dòng iPhone 12 được đánh giá là những chiếc điện thoại có hiệu năng mạnh mẽ nhất trong thế giới điện thoại thông minh. Tuy nhiên, không vì thế mà Apple sẽ ngủ quên trên chiến thắng. Theo các báo cáo xuất hiện trong thời gian qua, con chip A15 Bionic tiếp theo của Apple dù vẫn được xây dựng trên tiến trình 5 nanomet, nhưng hiệu năng của nó hứa hẹn sẽ được cải thiện rõ rệt hơn so với thế hệ trước. Ngoài ra, khả năng tiêu thụ điện năng của nó cũng sẽ thấp hơn. Tuy nhiên, Apple có thể sẽ gặp phải sự cạnh tranh gay gắt hơn trong năm nay từ chip Snapdragon 895 và chip Exynos mới với đồ họa AMD dự kiến tích hợp trên Galaxy S22. Notch nhỏ gọn hơn. Hầu hết các tin đồn xuất hiện trong thời gian qua đều cho rằng loạt iPhone 13 năm nay sẽ có phần notch nhỏ gọn hơn so với thế hệ trước. Mặc dù thiết kế tai thỏ khiến nhiều người khó chịu vẫn chưa thể biến mất trên loạt iPhone tiếp theo, nhưng việc Apple tối ưu kích thước cho nó cũng là một tín hiệu đáng mừng, cho thấy hãng đã bắt đầu biết lắng nghe ý kiến của người dùng hơn. Dự kiến táo khuyết sẽ di chuyển loa thoại của iPhone 13 và thu nhỏ một số cảm biến của Face ID. Dòng iPhone 13 Pro được nâng cấp về camera. Theo các tin đồn trước đây, bộ đôi iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max sẽ được nâng cấp về ống kính góc siêu rộng với khả năng tự động lấy nét. Trước đó, các mẫu iPhone 12 Pro chỉ có ống kính tiêu cự cố định. Ngoài ra, một số tin đồn còn cho rằng camera này trên dòng iPhone 13 Pro sẽ sử dụng ống kính 6P thay vì 5P, hứa hẹn mang lại chất lượng ảnh thiếu sáng hơn và ít biến dạng hơn. Thêm vào đó, bộ đôi iPhone mới có thể được nâng cấp lên cảm biến chính lớn hơn với điểm ảnh 1.9, giúp ích trong điều kiện ánh sáng yếu. 5G tốt hơn và nhanh hơn. iPhone 12 không phải là điện thoại 5G nhanh nhất, nhưng Apple dự kiến sẽ thay đổi điều đó với dòng iPhone 13 bằng một modem mới từ Qualcomm. Cụ thể, các nguồn tin cho biết dòng iPhone 13 sắp tới sẽ sử dụng modem Snapdragon X60 với khả năng tổng hợp dữ liệu 5G từ cả hai băng tần mmWave và dưới GHz đồng thời. Điều này sẽ đạt được sự kết hợp tối ưu giữa vùng phủ sóng mạng tốc độ cao và độ trễ thấp. Bổ sung chế độ quay video chân dung và chụp ảnh thiên văn. Tính năng này được cho là giống trên các điện thoại Pixel của Google, cho phép người dùng chụp những bức ảnh bầu trời đêm cực rõ nét với các vì sao và mặt trăng. Khi đó, bạn chỉ cần hướng iPhone lên bầu trời và nó sẽ tự động chuyển sang chế độ chụp ảnh thiên văn với thời gian phơi sáng lâu hơn và xử lý hình ảnh tốt hơn. Chưa hết, iPhone 13 series cũng được cho là hỗ trợ chế độ chân dung khi quay video, giúp thêm hiệu ứng xóa phông trong khi quay clip. iOS 15 đã thêm hiệu ứng chế độ chân dung vào các cuộc gọi FaceTime, nên việc bổ sung chúng vào các camera sau là điều tất yếu. Màn hình Always On. Một báo cáo từ Mark Gurman của Bloomberg cho biết Apple sẽ mang đến tính năng Always On Display cho loạt iPhone năm nay. Tính năng này sẽ giúp người dùng có thể xem nhanh thời gian hay số lượng thông báo từ các ứng dụng mà không cần mở sáng màn hình. Tuy nhiên, tính năng này có thể bị giới hạn ở iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max nếu chúng cung cấp tốc độ làm mới màn hình 120Hz. Màn hình ProMotion 120Hz. Đây là tin đồn xuất hiện nhiều nhất và cũng thú vị nhất về iPhone 13. Nhiều khả năng, táo khuyết có thể cung cấp màn hình có tốc độ làm mới 120Hz trên bộ đôi iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max cao cấp hơn bằng cách sử dụng công nghệ LTPO. Màn hình có thể giảm tốc độ làm mới 120Hz xuống 1Hz, giúp tiết kiệm điện năng, tương tự như Galaxy S21 Ultra. Lợi ích tổng thể của màn hình 120Hz là nó cho phép cuộn màn hình, xem phim và chơi game mượt mà hơn. Tuy nhiên, Apple sẽ phải tập trung làm việc với các nhà phát triển để tung ra các tính năng mới tương thích. Nếu làm tốt điều này, iPhone sẽ nổi bật hơn hẳn so với điện thoại Samsung và các dòng điện thoại Android đối thủ khác. Theo cellphones.com, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe và xem clip của chúng tôi. Bye bye! Nhớ like và subscribe vì nó free!